Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tư vấn du học cùng với công ty Tân Đại Dương về New Zealand. Thì New Zealand nằm ở phía nam Thái Bình Dương và là một quốc gia độc lập thuộc khối thịnh vượng chung. Thì đây là một quốc gia đa chủng tộc với dân số khoảng 4 triệu người. Dân cư gốc Anh chiếm đa số ở New Zealand. Thì tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày tại New Zealand. Và mức sống của người New Zealand thì tương đối cao, có thể so sánh với mức sống ở các nước phát triển khác. Và có rất nhiều lý do để mỗi năm có hàng ngàn sinh viên quốc tế chọn New Zealand làm nơi học tập và nghiên cứu. Thì trước khi xuất phát thì bạn cần lưu ý một vài điều sau. Thứ nhất là về thuốc men và y tế. Thì hãy hỏi bác sĩ của bạn tại Việt Nam thật kỹ về những loại thuốc mà bạn đã được dùng trong quá khứ và trong những trường hợp đặc biệt, nhất là những loại thuốc tiêm ngừa mà bạn đang được phép sử dụng. Thì bạn hãy yêu cầu bác sĩ ghi hết tất cả những thông tin này vào giấy trong trường hợp bạn bị bệnh ở New Zealand. Thứ hai là về trang phục. Thì về mùa xuân đó là vào tháng 9, tháng 10, tháng 11, hoặc là mùa thu vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5. Thì khi ra ngoài thì bạn nên mặc áo lạnh hoặc là một chiếc áo khoác nhẹ. Còn về mùa đông đó là từ tháng 6, tháng 7 và tháng 8 thì bạn chỉ cần mặc trang phục như là áo len, áo khoác dày, áo khoác có mũ, găng tay và khăn quàng cổ. Bạn cũng có thể mang theo áo mưa hoặc là dù để có thể che mưa trong trường hợp cần thiết. Còn về mùa hè là vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2 thì bạn có thể mặc những trang phục như quần áo nhẹ như là áo thun, quần sọt, áo phông, đầm hoặc là những cái đồ vải thôi. Còn về món ăn thì bạn nên học nấu một số món ăn Việt Nam đơn giản để có thể tự nấu ăn tại New Zealand, vì bạn có thể không thích hợp với món ăn ở New Zealand. Và bạn có thể mua gia vị và các thực phẩm châu Á dễ dàng tại các cửa hàng Á Châu ở mỗi thành phố. Còn về bằng lái xe thì bằng lái xe Việt Nam cũng có thể lái xe ở bên New Zealand nếu bạn mang bằng lái xe sang dịch ở tiếng Anh ở công ty dịch thuật nào đó, rồi đến sở giao thông của bạn đóng dấu thì bạn có thể dùng được bằng lái xe đó. Và bằng lái xe thì sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày bạn đặt chân đến đất nước New Zealand. Và bạn có một lưu ý nhỏ, đó là luật giao thông ở New Zealand thì là áp dụng tay lái Nhật sẽ khác với lại luật của Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về những thông tin du học như thế nào, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là gọi vào số hotline 0838484879 để các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ thêm cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thưa anh Khôi, chúng ta chia sẻ về chính sách xin visa du học ở New Zealand. Thì hiện nay chính sách xin visa du học ở New Zealand có những thuận lợi gì? Nhằm khuyến khích học sinh sinh viên Việt Nam đang có nhu cầu học tập tại New Zealand ngày càng gia tăng, thì hiện tại chính sách visa sinh viên đã được thay đổi. Theo đó thì những cái thủ tục cấp visa sinh viên cũng đã được đơn giản hóa và việc chứng minh tài chính cũng dễ dàng hơn trước đây rất là nhiều rồi. Thủ tục chứng minh tài chính để du học tại New Zealand được xét duyệt dựa trên từng điều kiện cụ thể của gia đình. Thủ tục chứng minh tài chính sẽ căn cứ vào những cái loại giấy tờ như là giấy tờ nhà đất, tài khoản ngân hàng, giấy phép kinh doanh đối với chủ doanh nghiệp, biên lai thuế trong khoảng 12 tháng gần nhất, giấy xác nhận mức thu nhập hàng tháng, hợp đồng lao động. Tùy theo cái tình hình tài chính của gia đình mà Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn chuẩn bị các loại giấy tờ hợp lý để chứng minh. Đối với khóa học trên 9 tháng thì đương đơn cần phải chứng minh mình có số tiền tương đương với 15.000 đô la New Zealand cho chi phí sinh hoạt mỗi năm. Đối với khóa học dưới 9 tháng thì đương đơn cần phải chứng minh mình có số tiền tương đương với 1.250 đô la New Zealand cho chi phí sinh hoạt mỗi tháng mà thôi. Nếu các bạn không đủ yêu cầu về hồ sơ chứng minh tài chính, phụ huynh có thể vay số tiền học phí và các chi phí khác trong suốt quá trình học ở New Zealand tại một ngân hàng tại Việt Nam dưới sự đánh giá và bảo lãnh của nguồn tài chính gia đình một ngân hàng tại Việt Nam. Đây là một chính sách mới hết sức là linh hoạt của chính phủ New Zealand nhằm khuyến khích và thu hút những du học sinh quốc tế. Để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ từng trường hợp sao cho phù hợp thì các bạn nên liên hệ với Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ.
hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.